Hello anh em, hello mọi người và chúng ta sẽ cùng đến với phần dự đoán nhỉ, phần dự đoán chung kết thế giới và cũng có cái này cũng khá nhiều bạn yêu cầu mình làm dự đoán chung kết thế giới vòng tứ kết cho nên là mình sẽ làm một clip ngắn ngắn để gửi tới anh em nhé và đưa ra một số cái dự đoán của mình thôi. Cái này nó chỉ mang tính chất tham khảo đó các bạn tại vì <laughs> nó cũng hên xui đó anh em ạ, nó hên xui. Ok. Chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên đi nhá, dự đoán cặp trận đấu tứ kết của T1 và Hang Online. À, trận thứ nhất, ván thứ nhất mình sẽ vote cho T1 thắng. À, trước khi chia sẻ với các bạn về cái cặp bo năm này ấy, thì hôm trước mình có làm trên kênh có làm clip mình chia sẻ với tất cả các thông số của hai bên T1 và hang online thì các bạn cũng biết rồi nó có cái sự tranh lệch rất lớn ở vai trò đường trên cộng với lại xạ thủ nó đang có cái sự tranh lệch khá lớn nha cộng đi rừng nữa chủ yếu là đi rừng và đường trên đang có sự tranh lệch rất là lớn xạ thủ đi đép đang có phong độ khá phập phẩm ván một thì mình thấy cái khả năng đánh kiểm soát của T1 tốt hơn cho nên là mình sẽ nghĩ là T1 ván một sẽ thắng nha ván hai ván hai 2... Ván 2 thì có thể mình sẽ vote cho Hang Online. Có thể mình nghĩ sao ván 2 là ván Hang Online có thể tạo ra sự bất ngờ được. Tiếp theo ván 3, ván 3 mình sẽ cho T1. Ván 4 mình sẽ cho T1. Ok. Ván 5 mình không thi đấu. Ok. Cặp này mình sẽ vote 3-1 cho T1 với ván 1 thắng, ván 2, ván 3 thắng, ván à ván 3, ván 4 thắng. Ván 2 thì Hang Online thắng. Ok, đây là dự đoán của mình ở trong trận BO5 đầu tiên của T1 với Hang Online nhá. Tiếp theo sẽ là trận b uh, BO5 thứ hai, ANZ EDG. Thì đây là một cặp trận đấu rất khó đoán các bạn ạ. Cái cặp trận đấu giữa ANZ và EDG là cặp trận đấu rất là khó đoán anh em ạ. Cực kỳ khó đoán. Mình thì mình thiên về khả năng EDG thắng. Thiên về khả năng EDG thắng. Ok. Uh, ăn một đi. Ván 1 Fuji thắng. Ván 2 EDG thắng. Ván 3 ANG thắng, ván 4 ANG thắng. Ván 5 EDG thắng. Đó, đó là cái sự lựa chọn của mình nha. Cái này nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi các bạn nhé Chứ còn cái này để nói về dự đoán một chính xác được thì nó rất là khó anh em ạ. Dự đoán chính xác kết quả là rất là khó. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Trận tiếp theo là trận của Damwon Kia và Mát Lên. Trận Damwon Kia và Mát Lên là trận vào ngày 24 tháng 10. Trận này thì thôi 3-0 cho Damwon. 3-0 cho Damwon nha. Okay. Ván 1, ván 2 mình sẽ vote cho Damwon Kia thắng. Ván 4, ván 5 mình sẽ vote không thi đấu. Theo mình nghĩ là cặp này thì chắc là 1 là 3-1 và 2 là 3-0 thôi. Nhưng mà 1 là 3-1, 2 là 3-0. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lại... Uh... 25 tháng 10 Gen Z và Cloud9 Gen Z và Cloud9 Gen Z và Cloud9 Ván 1 Gen Z thắng Ván 2 Gen Z thắng Ván 3 tôi cho Cloud9 thắng Ván 4 Gen Z thắng Ván 5 không đánh Ok Vậy ván này cặp này mình sẽ vote cho Gen Z 3-1 Trước Cloud9 mình cũng không dám chắc rằng lai thắng được ở bán thi đấu thứ mấy nữa nhưng mà đại loại là mình nghi nghi là có thể sẽ thắng ở bán thi đấu thứ ba, Genji thắng hai bán trước rồi trận cuối cùng hai ba giờ không đánh thì đấy là dự đoán của mình em nhé, thì đấy là toàn bộ cái dự đoán của mình thôi, dự đoán của mình về các cái cặp B1, hoặc à, cái cặp B5 của bốn trận tứ kết ngày 22, 23, 24 và 25 để cho anh em tham khảo nhé. cái này nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ, Chứ các bạn các bạn có thể chọn theo tùy ý các bạn thôi. Tại vì cái này thì đâu có thể tính trước được là đội nào sẽ thắng ở ván nào anh em. Ví dụ kết quả 3-1 nhưng mà đâu có chắc chắn rằng là họ sẽ thắng ở ván 1, ván 3 hay là ván 4. Đúng không anh em? Cho nên là hên xui anh em nhé. Hên xui. Ok. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Hy vọng anh em may mắn.